nhà chị đã chấp hành. Thứ hai nữa là không dám đứng ở ngoài thành hành lang, đứng ở sở xe hút vào là tai nạn. Mà tai nạn nhiều nhất là cái khoảng 8 đến 10 giờ là cũng có tai nạn đấy. Thậm chí tai nạn là không thể cấp cứu được ấy. Nhà chị ở hai bên là nhà chị cũng khiếp vía luôn mà.